Thưa quý vị, trong khuôn khổ Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Quốc hội Nguyễn Thúy Anh, Chủ tịch phân ban Việt Nam của Liên minh Nghị viện Pháp ngữ APF, có buổi tiếp Chủ tịch mạng lưới nghị sĩ trẻ APF Pascal Sakwa. Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh cho biết chủ đề vai trò của giới trẻ trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua đổi mới sáng tạo của Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 hết sức thiết thực đối với cộng đồng Pháp ngữ. Bà Nguyễn Thúy Anh đánh giá cao sự tham gia tích cực của các nghị sĩ trẻ, trong đó có Chủ tịch mạng lưới nghị sĩ trẻ là đại diện của vùng châu Á-Thái Bình Dương, khẳng định sự tham gia của giới trẻ trong khu vực đối với các hoạt động của Liên minh Nghị viện Pháp ngữ nói riêng và cộng đồng Pháp ngữ nói chung. Chủ tịch mạng lưới nghị sĩ trẻ của Liên minh Nghị viện Pháp ngữ cho biết, việc tham gia đóng góp ý kiến của các nghị sĩ trẻ đã thể hiện trọng trách của thế hệ tương lai ở quốc gia trong hoạch định, hoàn thiện chính sách, pháp luật nói chung và về chuyển đổi số, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững nói riêng. Ông Pascal Sakwa cũng trao đổi các nội dung liên quan đến hoạt động của mạng lưới nghị sĩ trẻ trong Liên minh Nghị viện Pháp ngữ, trong đó nhấn mạnh việc tăng cường kết nối và đào tạo cho các nghị sĩ trẻ trong cộng đồng Pháp ngữ. Thưa quý vị, cũng trong khuôn khổ của Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đôn Tuấn Phong đã chào Chủ tịch Quốc hội Malawi Catherine Gotani Hara. Tại buổi tiếp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đôn Tuấn Phong chào mừng đoàn nghị sĩ Quốc hội Malawi tham dự hội nghị, đánh giá cao sự tham gia tích cực của các thành viên đoàn vào các hoạt động của hội nghị. Chủ tịch Quốc hội Malawi trân trọng cảm ơn Quốc hội Việt Nam đã dành cho các đại biểu tham dự hội nghị, trong đó có các nghị sĩ trẻ Malawi, sự chào đón nồng hậu, sự chuẩn bị chu đáo, bảo đảm các điều kiện tổ chức, thành công hội nghị. Chủ tịch Quốc hội Malawi hy vọng Quốc hội Malawi sẽ sớm tăng cường quan hệ với Quốc hội Việt Nam thông qua các hoạt động hợp tác cụ thể và phối hợp tại các diễn đàn đa phương, đồng thời bày tỏ mong muốn sớm được trở lại thăm chính thức Việt Nam, sẽ dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu về tình hình kinh tế, xã hội và trao đổi các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ giữa quốc hội hai nước.